Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad ở mắt thường nhá. Và theo như cái đường bay này thì mình sẽ chọn Pochinki. Và theo như mình quan sát ở cái đường bay thì chỉ có Pochinki với lại Skull thì là hai cái lựa chọn cực kỳ hợp lý với cái mức độ đông người. Nhưng Skull ý thì mình nghĩ solo với lại duo thì mình đông người thôi. Còn squad thì dạo này ít đi rồi, chả còn ma nào vào hết. Có trận vào lúc xong thì chạy ra không biết làm gì luôn. Vâng, xung quanh đấy cũng chả có ai. Lâu lâu thì cả một team bắn có vài kill thôi, không ăn thua. Vâng, Pochinki vẫn là đông nhất. Ui dồi ôi, mới nhắc thôi có một team bay bên cạnh luôn. Rồi, xác định sẽ bị hiếp rất là sớm đây. Ôi thôi xong, không có súng rồi. Cây đậu xanh nó nữa. Vâng, nguyên cái nhà nhặt đúng mỗi 30 viên đạn năm cộng với một mả máu tiết các kiểu. Rồi nhà này cũng thế. Cái gì đây? M16 tuyệt vời. Ui dồi ôi, ngon. Cây định mệnh đuổi theo luôn. Vai xoài, bọn này hướng chó vậy. Quyết tâm giết mình à? Rồi, xung quanh nhà rất là đông. Nhưng mình sẽ để ý cái khu vực dưới nhà mình trước nhá. Còn xung quanh thì cả báo đi, bọn này quyết tâm giết mình. Thế đấy nào, cùng là con người với nhau sao sống khắc nghiệt thế nhở? Rồi, mày thích hướng chó này, cái bọn khựa này. Úi dồi ôi, làm gì căng vậy? Cái đậu xanh nữa. Nó chạy thôi. Cái này thì hướng chó này, yếu rồi. Chạy đi đâu? Tao sợ mày quá cơ. Cứ lao lên đây. M16 thì cứ tap 3 viên một lúc thì tầm gần nó bá lắm anh em ạ. Nhìn này, nhìn cái éo gì vậy? Hai thằng bạn nó nằm xuống rồi. Ui dồi ôi, lay thì nhìn này. Cái đậu xanh. Ui dồi, vãi xoài, đông vậy. 5 kill. Ủa, team up à? Nói chung là khó, hơi bị khó hiểu một tí. Nhưng thôi kệ bà nó đi, mình clear rồi. Công việc còn lại là lút đồ thôi. Khiếp hồn, bọn này nó dồn ép mình quá. Năm thằng với nhau không dã nhau, nó cứ để dã mình thôi. Ok, tí thì bị hiếp chết rồi. May quá, có cái khẩu M16 rất là ngon đối với tầm gần. Nó táp 3 viên cực kỳ mạnh luôn. Một bé này. Úi dồi, ở ngoài. Ui cái định mệnh đông vậy. Thôi chạy. Chạy thôi, chạy thôi. Không tham cái thằng bị knock nữa. Sợ thật. Pochinki đông vậy. Tranh thủ lút hai chai nước. Lát nó lên không lút được. Này thì công nhà ngáo ngơ này.
Úi dồi, cái gì đấy? Cái éo gì vậy? Thanh niên vãi ở công nhà. Lầy thì cầm VSS công nhà này. Cạn lời. Vâng, chắc bạn ấy bắn VSS rất là ghê. Ở dưới còn rất là đông anh em ạ. Nhưng kệ bà đi, lút cái đã, tính sau. Úi dồi ôi, bóp này. Kiếm thôi. Cái đậu xanh nữa. Không, mình bắn bót gà đấy nhở. Úi dồi. Cạn lời. Vâng, cảm giác bắn bót nó khó hơn bắn người. Gì đây cưng? Hello. Đâu rồi? Hello bấy bề. Thôi gãy rồi. Thôi gãy rồi. Đứng một chỗ là xác định rồi. Bay như chim này. Ui dồi ôi, cái khẩu Skyline nó xấy, nó không giật luôn anh em ạ. Súng gì đâu bắn không giật. Vô lý. Cái định mệnh đứng yên xem nào. Đây rồi. Vỡ cái đầu này. Ok. Đẩy thôi. Bắn nóc là phải đẩy thôi anh em ạ. Ui thính kìa. Lấp ló ở cửa sổ một hàng này. Nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Này thì nhìn này. Chắc là mình sẽ lên trên đứng quan sát cho nó dễ nhá. Ở dưới này hơi bị tù một tí. Đây rồi. Một thằng. Hình như bọn này nó đẩy sang nhà mình. Tự dưng chạy vào miệng mình thế kia thì bảo sao không ăn được. Vâng, thằng bạn nó đang ở bên cái nhà của mình. Cái đậu xanh nó nữa. Nó tự mở cửa kìa. Vãi xoài. Này. Đi lên đây này. Còn nữa không? Ờ
Ok, thằng này có khẩu K98. Hình như vẫn còn thằng nữa anh em ạ. Nhưng thôi kệ bà đi, chúng ta sẽ đóng cửa lại và loot. Chắc mình sẽ lấy xe vào bo đi. Bo hơi bị xa, chạy bộ thì vào không có xe backup hơi bị khó chơi đấy. Cái gì có xe nó vẫn hơn anh em ạ. Cục thính kìa. Bây giờ này thì chúng ta không nên quan tâm đến thính làm cái gì. Bây giờ quan tâm đến top thôi. Rồi bỏ đi, xe này chúng ta không nên sấy. Đối với cái bo cuối như này thì chúng ta không nên gây sự với quá nhiều team. Tại vì đang solo squad chứ không phải là bắn 1v1 thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Sau mình chắc là không còn ai. Bây giờ bo ở cái khu nhà kia hơi bị đông đây này. Một bé này. Thôi xong rồi. Giết luôn đi. Giết luôn. Ơ, thằng nào đừng KS nhá. Cái đậu xanh người ta cố gắng lắm mới giết được người. Ghét những thành phần KS ghê á. Bắn hổ báo ở đầu game ok, nhưng cuối game khó hổ báo lắm anh em ạ. Cuối game toàn bro thôi, rất là khó chơi. Chưa kể đến những cái bọn nóc nhà rất là gắt. Chắc mình sẽ phải đẩy vào khu nhà thôi, tại vì bo khu nhà mà. Bắt buộc vào chắc chắn sẽ lấy ít mà giữ nhiều. Ui dồi ôi, bình tĩnh. Biết là giữ nhiều rồi, nhưng cũng không cần phải chào đón bằng một mả đạn đấy kia đâu. Cái đậu xanh lòi súng kìa. Cạn lời. Định mệnh nữa.
Ngồi thủ cần lòi súng thế kia không? Úi dồi ôi, cái đậu phộng gì vậy ba? Ngồi uống nước tí thôi mà, làm gì căng vậy? Hết cả hồn. Tí nữa thì sấp mặt rồi. Mười giây bo. Cái thằng bắn mình nó nấp kỹ nhờ. Bo rồi kìa, chạy đi. Bố mày ngồi đợi mày chạy bo đây. Úi dồi ôi, nó bị knock out bằng bom rồi. Thanh niên nào ném bom chuẩn thế. Úi dồi bò này. Lầy thì bắn tao này. Thằng này vẫn lòi súng. Cái đậu xây. Bên góc này có người này. Bọn này vẫn cố thủ sau cái xe. Nhưng bo tiếp theo hình như là nó ngoài bo rồi. Cái định mệnh vẫn lòi súng kìa. Mày có thể cất súng vào được không? Cạn lời. Cái đậu xình cái cửa nhá. Bố mày xóa game bây giờ đấy. Ôi, cái auto mở cửa thôi. Sợ thật. Úi úi dồi, úi dồi ôi. Đi đâu mà vội mà vàng. Không chịu cất súng vào. Bây giờ còn đẩy sang người ta, nhà người ta nữa. Phá cửa làm gì vậy? Con cửa nhà người ta đem phá đi. Thôi chạy thôi. Biết các bạn đông người. Team nó rất là đông người anh em ạ. Nhưng cơ bản thì mới thấy được hai thằng. Hình như là hai thằng. Bố mày cứ ngồi đợi xem chúng mày sẽ làm gì. Một bé này. À đấy à. Đấy à. Còn thằng nữa. Ơ à. Làm cái éo gì vậy? Vâng, clear team. Phải xoài. Khó hiểu nhờ. Vâng, các bạn không nên đẩy với những cái thằng mà cầm AK như mình đâu. Nó mạnh lắm. Vâng, sấy bừa thôi cũng chết. Tại vì cái đam của AK nó mạnh cực anh em ạ. Nó chỉ cần sấy tầm 3-4 viên vào người là knock hay sao ấy. Tầm 3-5 viên. Chưa kể là headshot nữa.
sấy bừa có khi hết shot. Thằng lúc nãy hình như là có hết shot đấy, có một viên vào đầu. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Không biết nó nấp ở đâu đây. Sợ nhất là mấy thanh niên. Ủa mà team này nó bủa vây cái khu vực bên đấy mà nó không gặp một thằng kia sao? Thằng này nó ninja vậy. Bên khu vực này thì không có. Nhà mình thì mới đi ra. Thế còn mỗi cái nhà kia thôi. Hoặc sau cái xe. Là bọn này từ sau cái xe mà. Hơi hack não một tí. Nếu bạn muốn chơi đấu máu với mình thì... Ui dồi ôi, sẵn sàng. Gì chứ máu với mình không thiếu đâu. Tầm này đủ bơm với bạn rồi. Bọn này nó nấp khó chịu ghê á. Chơi máu thì chơi luôn, sợ gì. Thích chơi máu. Ok, để sẵn first kick chơi luôn. Tao sợ mày quá. Nhảy xuống. Vai rồi. Vai, cứ tưởng nó chơi khô máu với mình cơ. Thế đánh đâu vẫn nhảy xuống à. Vô lý. Trời ơi. Mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.